Ủa sao biết tôi chạy nữa? Ủa hay vậy. Hết vụ rồi. Lúc trước ông chạy chung con cáp rồi đó vậy. Ừ. Ủa vậy sao? Tôi Minh nè. Rồi đó ông qua đây cắt hết mấy lần á. Ừ. Ủa vậy hả? Nhớ tôi hả? Tôi không nhớ đâu ông nội. Thiệt tình luôn. Hết vụ rồi. Chứ nghỉ chạy cho chỗ con cáp rồi. Tôi chạy chạy, chạy chiếc cần ở nằm ở đây đó. Ừ, chạy cho người khác. Ai vô tháng 7 bệnh có chạy chưa? À, tháng 7 hả? Tháng 7 là làm rồi á. Ờ bị ở bển bây giờ đông đông rồi. Cỡ tháng 4 là mình có làm rồi. Ờ đông nhà bển á. Từ tháng 7 vô cắt nhiều. Vậy đó ha. Và bị đưa giống nhà ba tôi cắt cắt xong. Ờ. Ờ. Vô đầu tháng 7. Đầu tháng 7 hả? Rồi có hợp đồng máy sẵn chưa? Có hai chiếc kìa, hai chiếc cũ á, giờ tính kiếm thêm nữa. Ờ, à, vậy đó nha. Hai chiếc cũ là của ai chạy vậy? Hải á, Hải nhà bác á. Hải là phe Bay Vinh đó hả? Không, là Hải nhà bác á. Ờ, à, vậy đó ha. Ừ, có mối rồi thôi, tưởng không có thì tôi đem máy qua, có gì đâu. Tính kiếm thêm nữa kìa, sợ chạy thiệt. Ờ, à, vậy đó ha. Bị hai đồng đó, xả đồng loạt nha. Ờ. À. Tháng 7 thì lúc đó tôi trên tôi rảnh rồi. Trên tôi á, nếu mà xài tới vụ 3 là tới tháng 8 nặng. Tháng 8 nó trùng với tháng mới đó. Dài ghê. Ghê vậy. Hà Tân Chi.
3 chiều. Cạp á, kêu nó đi, nó cạp á. Nó chạy theo kêu dơi dơi tuốt đẳng á, nó kêu dơi dơi. Phải hỏi cạp không? Tôi nói bà hỏi tôi cạp không, tôi nói cạp á, kêu đi.